OK, hi, xin chào các bạn nhé. Mình tên là Máy Ảnh Review đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc máy này nhé. Đây là chiếc máy Fuji Zoom Deck 115SR. Đây là dòng máy phim, máy PNS của phim nha. Máy sử dụng phim 35mm. Loại phim thông dụng nhất mà các bạn có thể dễ dàng mua được. Đầu tiên thì mình sẽ gắn pin ở đây nha. Máy sẽ sử dụng một viên pin CR123. Mình lưu ý với các bạn là mà khi mà các bạn sử dụng pin cho máy này, chúng ta nên, nếu mà được thì chúng ta nên mua pin sạc cho máy. Bởi vì pin sạc là pin năng lượng tốt, năng lượng cao á, và bền bỉ, đảm bảo cho máy hoạt động. Một số trường hợp mà các bạn mua pin giá rẻ quá thì nó sẽ không có đảm bảo năng lượng cho máy hoạt động nha. Rồi OK, sau khi mình gắn pin xong thì chúng ta sẽ mở nguồn cho máy ở đây, một nút power nè, chúng ta ấn đây nè. Đó, khi mà chúng ta ấn đây thì ống kính nó sẽ chạy ra như thế này nha. Và mình có thể zoom xa gần bằng hai cái nút này, nó zoom xa ra nè. Rồi, thì mình mở nguồn cho máy rồi sau đó mình mở nắp đây. Mình sẽ lắp phim đây nha. Các bạn lắp phim thì các bạn cầm như thế này nè, dễ. Sau đó cái phần phim đó gắn vào đây và cái đầu phim chúng ta sẽ nhét vào bên khe bên đây nha. Để bên đây để phim tip nè, cái đầu phim nè, và nhét vào bên đây nè. Rồi sau khi đó mình gắn phim xong mình sẽ đậy lại. Mình lưu ý với các bạn là một số trường hợp mà các bạn chưa có hiểu về máy đó, khi các bạn mua máy về á thì các bạn khoan hãy gắn phim vô chụp, thì chúng ta sẽ tập chụp khi mà chưa lắp phim. Và sau khi chúng ta đã hiểu được hết cái máy này rồi thì chúng ta hãy lắp phim vô chụp nha. Vì có một số cái trường hợp các bạn chưa có hiểu về cái máy đó mà chúng ta lắp phim sớm quá, chúng ta chụp thì nhiều khi chúng ta là bấm thật các thao tác nó chưa có đúng, mình thử ra cái nguồn phim ảnh nó ra sẽ chưa có đảm bảo, chưa không có đủ đẹp nha. Do đó là mình nhớ là khi nào mình mua máy về á thì các bạn nên tập chụp khi mà không có lắp phim á, và đảm bảo rằng mình hiểu hết cái máy rồi thì chúng ta hãy lắp phim vào chúng ta chụp. Rồi đầu tiên khi mình mở nguồn cho máy thì máy sẽ hoạt động ở chế độ là auto đèn LED. Auto đèn LED tức là khi mà ra trời sáng thì nó sẽ không mở LED và vô bóng tối nó sẽ tự động mở đèn LED nha. Bây giờ mình chụp nè. Đó, thì máy đánh đèn LED rất là OK. Thì hiện nay mình đang quay clip ở trong phòng á thì máy đo sáng thì máy thấy là ánh sáng hiện nay nó không có đảm bảo nên máy tự động mở đèn LED. Mà khi ra trời sáng thì nó sẽ không có mở. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh các chế độ của LED. Ở bên cái nút này nè, mình ấn xuống một cái là cái này là chế độ có đèn LED nhưng mà chống mắt đỏ. Nó có hình này nè. Mình ấn vô cái nữa là luôn luôn mở LED. Luôn luôn mở LED tức là khi mà ra trời sáng hay vô bóng tối gì đó thì đèn LED nó cũng lúc nào cũng mở hết. Mình ấn cái nữa là tắt đèn LED, chế độ tắt đèn LED. Mình ấn cái nữa là chế độ này là xuất hiện cái hình quả núi này, gọi là chụp nhanh phong cảnh. Chụp nhanh phong cảnh sẽ áp dụng khi trường hợp mà chúng ta đang đi du lịch, chúng ta đang đi trên xe, hoặc là chúng ta đang nói chung chúng ta muốn chụp về phong cảnh đó. Tại vì thường đi du lịch đó, thì những cái cảnh đẹp thì chúng ta sẽ chụp phong cảnh là nhiều. Thì chúng ta chọn cái này thì máy sẽ lấy phong cảnh, lấy nét về phong cảnh rất là chuẩn và chính xác, và nó chụp rất là nhanh. Mình ấn cái này nữa là chế độ chụp người vào ban đêm. Tức là mình chụp vào ban đêm thì chúng ta thường có một số hình nó cho chụp thì cái người thì đứng nó sáng nhưng cái hậu cảnh, cái cảnh phía sau nó không có đẹp. Thì nếu mình chọn cái này thì cảnh phía sau nó sẽ đẹp hơn. Cái này gọi là chế độ ưu tiên chụp người vào ban đêm. Mình ấn cái nữa là chế độ auto bình thường nha. Đó, thì các chức năng nó như thế. Tiếp theo cái nút kế bên nút set này tôi ấn ấy, nó sẽ là chụp hẹn giờ. Chụp hẹn giờ là chụp là mình bấm chụp thì 10 giây sau nó sẽ chụp. Mình bấm một cái, bấm cái nữa là chụp hẹn giờ 2 lần, bấm cái nữa là chụp hẹn giờ 3 lần. Nhưng mà thật ra thì theo mình nghĩ là chúng ta chỉ chụp một lần thôi. Mình ấn cái nữa là chế độ remote. Thì cái máy này nhà sản xuất nó sản xuất sẽ có cái remote đi kèm theo cái máy này. Nhưng mà bạn nào may mắn thì mua được cái máy nó sẽ có luôn cái remote, còn cái máy mình đang hướng dẫn cho bạn là không có remote nha. Mình ấn cái này, khoan, mình ấn cái nữa là tắt chế độ remote, là chế độ bình thường lại. Đó, nó như vậy. Rồi cái phần đất này là mình ấn cái này là ngày tháng, nó sẽ có ngày tháng và giờ. Ví dụ như mình ấn đây xong mình bấm nút set này, mình ấn nút đất nè, nên là tắt ngày tháng nè, nó không có hiện gì là tắt ngày tháng nha. Mình ấn cái nữa là có ngày tháng. Ấn cái này là giờ.
mình ấn giữ cái đất này lâu thì nó sẽ này nó chớp 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 như nè, tức là đang chỉnh về ngày tháng, chỉnh ngày tháng. Ví dụ như mình đó, mình đang ví dụ đang là chỉnh là 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè. Nếu có hai cái lúc này các bạn muốn chỉnh sao đó chỉnh 12, nó này làm giờ thì nó sẽ là 24 giờ. 24 nó sẽ không, cái này Phan xin lỗi nha các bạn. Cái này là ngày này. Này là tháng. Mà đánh qua nó là năm. Khoan khoan, cái này là ngày tháng năm nha, ngày tháng năm. Cái này là giờ nè. Thì đó là chỉnh ngày tháng mà chỉnh giờ và ngày tháng thì các bạn chỉnh vào hai cái lúc này, còn không thì các bạn không thích mà chụp hiển thị ngày tháng thì chúng ta chỉnh vào như thế này là không có ngày tháng. Rồi khi mà mình chụp xong hết cuộn phim hoặc là mình muốn tua phim về đó thì mình sẽ ấn lúc này là tua phim về nha. Mình dùng cái vật nhọn mà ấn vô mới được. Thì cái máy này nó có hai nút này, zoom xa gần. Rồi cơ bản mình đã hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc máy này rồi. Máy này không còn chức năng gì nữa khác. Thì máy này là một trong những dòng máy chụp rất là đẹp nha các bạn. Ok, thì máy này rất là xinh, khá là gọn luôn, kiểu dáng thì cũng đẹp nữa. Thì chụp ảnh thì rất là đẹp luôn, với con lens nó là 38-115 nha. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu thấy yêu thích mình thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ giúp mình nha, cũng như là cho mình một like hay là share này kia đó. Thì mình rất là cảm ơn các bạn, để mà mình có động lực để mình tiếp tục làm những cái clip khác hướng dẫn về sử dụng máy ảnh cho các bạn khi mới tập chơi với máy ảnh phim. Đồng thời mình giới thiệu với các bạn, mình tên là Máy Ảnh Lý Bill. Mình có hiện nay cũng đang bán hàng trên trang Facebook tên là Máy Ảnh Lý Bill, trên trang Instagram là Máy Ảnh Lý Bill, và mình có một kênh YouTube mà các bạn đang xem đây cũng là Máy Ảnh Lý Bill luôn. Thì hy vọng rằng các bạn nếu có nhu cầu về máy thì có thể ghé vào trang Facebook, trên trang Instagram của mình để mà tham khảo cũng như chọn cho mình một chiếc máy nào đó ưng ý nha. Khi nào các bạn có nhu cầu về máy hoặc là có cần hỗ trợ tư vấn gì thì các bạn có thể nhắn tin cho mình. Mình cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Chào các bạn.